chào tất cả các bạn. Hiện tại thì tất cả những cái thông tin về vi sinh nông nghiệp á, mình biết được rằng các bạn thì cũng rất là trông chờ những cái thông tin mới nhất về cái vi sinh nông nghiệp. Nhưng mà hiện tại thì chưa có bất cứ một cái thông tin gì thêm mới về cái vi sinh nông nghiệp cả. Thì bên cạnh đó thì để chờ đợi cái visa nông nghiệp nó ra thì mình có cập nhật thêm những cái thông tin khác để gửi đến cho tất cả các bạn. Tại sao á, là nước Úc là một trong những nước mà rất nhiều người muốn tới sống và làm việc, trong đó có người Việt mình. Mình cũng sơ lược vài điều để cho tất cả các bạn hiểu về đất nước Úc nó như thế nào ha. Thứ nhất là nước Úc là một cái đất nước mà nó có một cái khí hậu tương đối so với Việt Nam là nó tương đối tương đồng, giống nó không có lạnh quá giống như là ở Canada và cũng không phải nóng quá. Thì nhiệt độ thì nó vừa phải. Bên cạnh đó là một năm thì đều có bốn mùa rõ rệt, cho nên là cái nhiệt độ nó không phải đến nỗi là khắc nghiệt. Thì đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là đất rộng người thưa. Các bạn biết là nước Úc rất là rộng. Bên cạnh đó thì cái dân của Úc thì cũng rất là ít, cũng không có nhiều so với lại cái diện tích đất của nước Úc. Thứ ba là cái nền kinh tế Úc luôn luôn phát triển và luôn luôn là dẫn đầu, một trong những nước phát triển dẫn đầu trên thế giới. Thứ tư là cái nền an sinh xã hội của nước Úc nó rất là tốt và luôn luôn bảo vệ cho người dân. Thứ năm là những cái thành phố lớn của Úc là một trong những cái thành phố được xếp vào dạng đáng sống nhất trên thế giới, trong đó có Melbourne. Và thứ sáu là khi các bạn đi tới một đất nước nào, quốc gia nào, lỡ các bạn có vi phạm một cái điều gì đó thì nước Úc luôn luôn bảo vệ công dân của mình. Thứ bảy là cái ngành học của Úc là một trong những quốc gia có cái ngành giáo dục nổi tiếng trên thế giới. Và thứ tám là khi các bạn có visa Úc thì khi các bạn có quốc tịch Úc thì các bạn có thể đi 138 nước trên thế giới mà các bạn không cần xin visa. Và điều thứ chín là các bạn có thể giữ hai quốc tịch. Thí dụ như các bạn quốc tịch Việt Nam, sau đó các bạn lấy quốc tịch Úc thì nước Úc cho phép các bạn giữ quốc tịch cấp của mình và bên cạnh đó lấy luôn quốc tịch Úc, là có nghĩa là song tịch. Thì đó là những cái điều ban đầu mà mình cũng sơ lược để chia sẻ cho tất cả các bạn vì sao nước Úc có những cái đặc biệt mà mọi người trên thế giới cũng như là Việt Nam đang muốn đến Úc làm việc và sinh sống. Vậy thì một người quốc tịch Úc có những cái quyền lợi gì? Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn, khi mà các bạn là một thường trú nhân hay là một người công dân Úc, thì hồi nãy mình có chia sẻ là nếu như các bạn là công dân Việt Nam, khi mà các bạn thi lấy quốc tịch Úc thì các bạn có thể giữ hai quốc tịch. Thì nếu như mà một công dân Úc các bạn có thể được đi về Việt Nam thường xuyên, đi ra vô nhiều lần và không có bất kỳ một cái trở ngại nào. Bên cạnh đó là các bạn có thể đi về Việt Nam làm ăn kinh doanh, hoặc là các bạn làm ăn kinh doanh bên này thì cũng không có bất cứ một cái trở ngại nào. Điều thứ hai á, nếu như mà con của bạn sinh ra tại Úc thì các bạn sẽ không tốn bất cứ một cái chi phí nào khi mà con của bạn sinh, từ lúc mà các bạn đi khám đi khám thai định kỳ, cho tới khi mà các bạn siêu âm, rồi cho tới khi các bạn tới ngày sinh nở, thì các bạn không tốn bất cứ một cái khoản chi phí nào để mà sinh con của mình. Bên cạnh đó là hệ thống Medicare dành cho các bạn, khi các bạn đi tới khám bác sĩ gia đình thì các bạn cũng sẽ không có trả tiền về vấn đề bác sĩ. Đó là cái hệ thống Medicare về sức khỏe. Khi các bạn là một công dân Úc hoặc là thường trú nhân thì chính phủ Úc sẽ cấp cho bạn một cái thẻ Medicare như vậy để các bạn khám bệnh, mua thuốc hoặc là
đi khám chụp X-quang thì các bạn sẽ không có tốn tiền, thì chính phủ Úc sẽ cấp cho bạn một cái thẻ Medicare như vậy. Bên cạnh đó là thí dụ như các bạn thất nghiệp, các bạn không có việc làm, chính phủ Úc sẽ hỗ trợ tiền thất nghiệp cho các bạn. Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền thất nghiệp thì chính phủ Úc cũng sẽ tìm việc cho các bạn. Họ có những cái cuộc hẹn để gọi các bạn đến để mà tìm việc cho các bạn. Thí dụ như họ tìm một cái công việc nào đó, sau đó họ nói chuyện với bạn, xong đó họ sẽ hiểu được ý của bạn và cái công việc của bạn trước đây làm cái gì, cũng như là bây giờ ý muốn của bạn muốn bây giờ làm cái gì, họ sẽ tìm việc cho các bạn. Nếu như bạn ok, bạn làm cái công việc đó rồi bạn tới bạn làm, sau khoảng thời gian 1 tháng hoặc 2 tháng bạn không thích làm cái công việc đó nữa, bạn nghỉ và bạn báo nơi cái nơi tìm việc của các bạn tìm việc cho mình, thì họ sẽ tìm một cái công việc khác cho các bạn. Thì họ luôn luôn giúp đỡ mình và luôn luôn tìm cái công việc cho mình để mình đi làm. Và bên cạnh đó là nếu như cái công việc đó mình không làm nữa, mình có thể dễ dàng kiếm một cái công việc khác nếu như mình muốn tự kiếm. Việc làm tại Úc thực sự các bạn kiếm không khó, chỉ là sợ mình không muốn làm mà thôi. Hiện tại bây giờ do cái tình hình Covid bây giờ, các bạn biết là nước Úc là hiện một cái đất nước mà việc tìm người chứ không phải là người đi tìm việc. Cho nên đó là nếu một người bây giờ ở Úc mà đi kiếm kiếm việc á, thì rất là dễ dàng, việc rất là nhiều. Bên cạnh đó những cái việc làm farm rất rất là nhiều người cần việc làm. Xin lỗi các bạn, rất rất là nhiều chủ farm cần người để đến làm farm. Mà hầu như á, việc làm thì rất nhiều mà người thì không có. Thì đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư nữa là nếu như các bạn nói về nước Úc là một cái nước nước mà nạn đói thì chắc chắn không có, bởi vì đồ ăn thức uống ở Úc này rất là nhiều, không thiếu bất cứ món ăn gì. Các bạn có thể nghĩ và các bạn thích thì các bạn có thể ăn những cái món ăn mình thích. Nước Úc là một cái đất nước mà không bao giờ gọi là thiếu món ăn cả. Đó là cái điều thứ ba. Và điều thứ tư á, là giả sử như các bạn đi làm bên này, các bạn đi mua nhà, giả sử như income của 2 vợ chồng đủ mà chính ngân hàng họ sẽ hỗ trợ các bạn đi mua nhà, và những người nào giả sử như mua nhà đầu tiên thì các bạn sẽ được miễn cái tiền thuế. Giả sử như các bạn mua cái căn nhà đầu tiên của mình, 2 vợ chồng đủ cái tiền để mua nhà, đủ cái tiền deposit vô để mua nhà và ngân hàng chấp thuận cho các bạn mượn tiền để mua nhà, thì cái căn nhà đầu tiên của các bạn á, thì chính phủ sẽ không có lấy thuế. Bên cạnh đó là giả sử như các bạn mua một cái căn nhà nào mà gọi là mới xây, xây mới hoàn toàn chưa có người ở, thì chính phủ sẽ cho các bạn 20.000. Thì đó là những cái luật vừa rồi chính phủ đã hỗ trợ cho những người dân để mà mua nhà mới, ủng hộ và kích thích cái ngành xây dựng nhà. Thì vừa rồi chính phủ cũng đã hỗ trợ như vậy. Còn bây giờ hiện tại thì mình cũng không biết là chính phủ có còn giữ cái chính sách này hay không. Do cái tình hình dịch Covid thì mình không biết có sự thay đổi hay không, nhưng mà trước đây những người nào mà mua nhà mới thì đều được hỗ trợ 20.000, và mua căn nhà đầu tiên thì sẽ không đóng thuế, tiền tiền stamp duty là không có đóng thuế. Thì bên cạnh đó là nếu như các bạn là thường trú nhân, các bạn có thể là bảo lãnh cha mẹ các bạn qua bên đây du lịch. Bây giờ các bạn bảo lãnh là 3 tháng, 6 tháng, rồi sau đó các bạn lên 1 năm. Và sau đó các bạn bảo lãnh ba mẹ của các bạn qua bên đây ở, giống như là ở các bạn ở bên đây luôn vậy. Thì bảo lãnh trả tiền là 3 năm, rồi 5 năm. Đó. Thì giống như cha mẹ các bạn đi qua bên đây sống với các bạn, cũng không cần phải vô quốc tịch, cũng không cần gì cả. Đi qua bên đây du lịch, bảo lãnh du lịch, đóng tiền. Thì sau 3 năm, 1 năm đi về Việt Nam chơi, ông bà lớn tuổi đi về Việt Nam chơi rồi sau đó đi qua trở lại. Và các bạn có thể dễ dàng đi về Việt Nam mua, chỉ cần mua vé máy bay và xin cái visa của Việt Nam là các bạn dễ dàng đi thôi.
chứ không cần phải là chờ đợi như thế nào cả, rất là dễ dàng để các bạn đi. Bên cạnh đó các bạn có cầm được cái passport của nước Úc, các bạn có thể đi trên toàn thế giới là 100 mấy chục nước, các bạn không cần phải có một cái trở ngại nào cả. Cho nên á, là các bạn thấy á, nước Úc là một cái đất nước với những cái điều mà mình mới chia sẻ các bạn, thì các bạn thấy là nước Úc là một cái quốc gia mà thực sự là rất nhiều người muốn đến Úc sinh sống và làm việc. Thì mình thấy là cái visa nông nghiệp là một cái visa là tạo một cái cơ hội cho tất cả những người khó khăn tại Việt Nam. Nó giống như là một cái phao để mà giúp cho tất cả các bạn. Nếu như trong những cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại mà các bạn may mắn được một người chỗ bảo lãnh, rồi các bạn đi qua bên đây làm việc, sau 3 năm chính phủ Úc sẽ xem xét để cho các bạn vào thường trú dân, thì các bạn sẽ cảm nghĩ được là cuộc đời của các bạn sẽ được thay đổi, không những là cho các bạn, cho con các bạn, và có thể là gia đình của các bạn sau này cũng sẽ được có sự thay đổi. Mình cũng rất là hy vọng cái visa nông nghiệp này nó sớm có những cái thông tin mới để mà mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn, để các bạn có thêm những cái động lực, có thêm những cái niềm vui trong cái cuộc sống vào cái ngày mai nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì để được cái visa này sau này các bạn nó ra nó phát hành, thì các bạn hãy cố gắng học tiếng Anh. Mình cũng mong là sẽ có những người chủ dễ dàng để mà tuyển chọn các bạn đi qua nước làm việc. Chỉ có một điều lo lắng cho tất cả các bạn là vấn đề tiếng Anh. Nếu như thực sự cái visa này nó ra nó cần tiếng Anh thì sẽ rất là một cái cản trở không nhỏ cho những bạn nào có tuổi rồi. Thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Video clip này mình cũng muốn chia sẻ về đất nước Úc, một ít thông tin về đất nước Úc, để các bạn có một cái động lực là hy vọng là mình sẽ lấy được cái visa nông nghiệp này và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại nước Úc này nha. Mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye bye.